Lắng nóng quá các bác ạ. Thì đây, cái video này em làm cái video này để cho các bác xem là một số bác là không tin tưởng là cái cây này của em tưới dịch chuối được một tuần các bác nhé. Thì cái video vừa rồi em đăng đến hôm nay là được 3 hôm đúng không các bác? Đấy, đến hôm nay được 3 hôm. Thì các bác nhìn này. Cái mầm của hôm thứ 3 từ khi em đăng video lên thì so với cái mầm của cái hôm đó thì các bác thấy nó có khác nhiều không? Các bác thấy này, cái chiều dài của cái mầm nó đã dài gấp đôi cái mầm cách đây 3 hôm rồi. Các bác nhìn này. Bởi vì các bác trồng hồng các bác cũng biết là cái mầm gốc của cây hồng lên rất chi là nhanh và mạnh, lên rất chi là nhanh. Đấy, đâm ra là đây. Các bác nhìn nhé, hôm nay là hôm thứ 3 rồi này mà cái mầm nó đã dài như này. Ở hướng này cho các bác nhìn xem nó dài như nào nhé. Đó, còn những cái mầm này nó cũng vậy này. Nó cũng lớn này nhưng mà nó chậm hơn những cái mầm đó chút. Có con sâu rồi các bác ơi. Con sâu, trời đang nắng quá. Đấy. Thì ba cái bông, ba cái nụ này nó chưa nở thành hoa, ba cái nụ này thì em đã cắt đi để cho nó dưỡng cái cành này để em chiết năm mai là em nhân giống khác. Còn bỏ qua cây này đi, vẫn cái nước dịch chuối và cái dịch hoa quả đó cộng với lại cái phân bón mà em sử dụng thì em bón tất cả các cây hồng của mình. Thì các bác nhìn này, cái cây hồng nào của em mầm gốc nó cũng ra rất chỉ mạnh nhé. Đây cũng là mầm gốc này, cái mầm này là mầm gốc này, các bác nhìn thấy chưa, toàn bộ là mầm gốc hết nhé. Đấy, đây cũng là mầm gốc này các bác này, cũng là mầm gốc này đó. Đấy, bên này cũng vậy, kia cũng là mầm gốc này, toàn bộ đây cũng là mầm thân gần như gần gốc này. Đấy, em có bấm ngọn đi này các bạn này. Đó nhá. Còn sang cây bên này đây các bạn này. Đây. Đây, những mầm của nó rất chi là mập mạp. Đây, lên trên để cho các bác xem. Cái cây này đợt này thì nó hơi kém lá một tí, có vẻ nó hơi xoăn xoăn lá nhưng mà vẫn phát triển mạnh mẽ. Đó. Đây là cái cây hồng hồng lấy hoa. Đấy, mầm nó cũng mập mạp mà. Em chăm sóc cũng cẩn thận đó các bạn. Chăm sóc cẩn thận lắm, phân bón này nọ rồi là tưới nước dịch chuối gì chiếc các kiểu. Đây thế này. Đây cái cây này cũng vậy này. Julio. Đây, cũng toàn bộ là mầm gốc của em nó lên hết đấy chứ đây. Toàn bộ là lên toàn mầm gốc, ở đây mầm gốc nữa đang lên này các bác nhìn này. Không biết các bác có nhìn rõ không? Đó. Thì cái video này chủ yếu là muốn cho các bác xem rằng là những cái video em làm thì hoàn toàn dựa trên một cái cơ sở nó là thực tế chứ không phải là màu mè gì cho các bác đâu. Đây, điển hình như một cái cây hồng ta này của em các bác nhìn này. Đấy, mầm nó toàn lên từ thân già thôi nhé các bác nhé. Lên từ thân già đấy, có thể gọi nó là mầm gốc được. Cây rất chi là mỡn mãn và phát triển mạnh đúng không? Đây ạ, trời nắng này có thể là nó sẽ bị cháy nắng một chút. Thì các bác thông cảm. Còn về bên này cũng thế này, các bác nhìn này. Đây. Cái cây nó phát triển rất chi là mạnh mẽ đúng không? Mầm này, mầm rất chi là mập này. Đó. Thì em chia sẻ dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của mình và em đã làm thành công và em đã làm được đẹp, em cảm thấy là nó đẹp thì em mới chia sẻ lại cho các bác thôi chứ không phải là lừa lọc các bác hay là mang một cái tính chất là câu view câu like gì đâu. Các bác nhìn này, toàn bộ mầm gốc nó phụt lên hết, rất chi là nhiều mầm rồi nhưng mà mầm gốc nó vẫn lên được tiếp. Đó, ngược sang phía bên này cho các bác xem. Cái cây này em mới mua thì em không tính, còn cái cây này đang ghép không tính. Cái cây này đợt vừa rồi sai hoa thế, em để rất là nhiều hoa một thời gian dài, cái hoa này nó nâu tàn lắm. Thế mà đến lúc mà cắt hết hoa này rồi em chăm sóc nó lại lên được hai mầm gốc nữa các bác này. Đấy, mỗi bên một mầm này. Bên này một mầm này các bác này. Đấy. Lên mầm gốc cái là có hoa chùm luôn. Đó. Cái cây này là cây hoa đổi màu. Đây là cái cây hồng neo. Đây cũng là cái cây hồng neo các bác này. Neo Hải Phòng đấy, cái đợt vừa rồi nó ốm yếu đấy, em chăm sóc bón phân thì nó toàn phụt mầm gốc đấy các bác ạ. Đây, mầm gốc hai ba cái đang ra này, cái kia đang ra này, em vặt ngọn đi. Còn đây là cây hồng ta này, đấy, các bác thấy không? Em chăm sóc cũng có đâu phải kém đâu, mà hoàn toàn thực tế luôn. Ở trong vườn có từng nào cây thì nó là như vậy. Đấy. Còn bên này nữa, đây là mấy cây em mừa với sang chậu xong thì không tính. Còn để bây giờ em ra ngoài vườn em quay một số cây ngoài vườn cho các bác xem nhé. Dạ thưa với lại tất cả các bác nhé. Thì đây là những cái cây cổ Sapa mà em trồng ở ngoài vườn. Thì thôi thì cái hồng mà trồng ở dưới đất ấy thì mình không nói làm gì cả, bởi vì là cái sức sống nó mãnh liệt. Cái đất thì nó rất giàu dưỡng chất, mình có thể bón tràn lan cũng được. Thì cây hồng nó phát triển mạnh mẽ thì đó là cái điều đương nhiên, đúng không? Thế nhưng mà thưa với các bác là cái mục đích em muốn truyền tải cho các bác là những cái gì em muốn gửi gắm tới các bác thì nó là những cái hình ảnh thực tế. Em đúc rút ra được những cái kinh nghiệm thì em chia sẻ lên cho mọi người thôi. Còn thì nếu ai tin thì có thể là vui vẻ ủng hộ kênh
và cho em những cái bình luận mà tích cực hơn một chút. Còn nếu ai mà cảm thấy mà nó vẫn còn chưa thực sự tin thì các bác có thể là cho em ý kiến để em sẽ coi như là giải thích cho các bác. Còn những cái vấn đề gì mà em chưa lắm hết thì em sẽ tìm tòi và chia sẻ lại với các bác. Đấy, toàn bộ nội dung này em chỉ gọi là chia sẻ thôi. Còn rất nhiều điều trong cái giới hoa hồng này là mình chưa biết tới. Đâm ra là cái công tác chăm sóc hoa hồng này thì nó còn dài lắm, còn dài dài nữa. Thì hy vọng là em với các bác là có thể là chúng ta tạo thành một cái cộng đồng yêu hoa hồng và cùng chung tay với nhau là chia sẻ những kinh nghiệm để chăm sóc những cây hoa hồng thật đẹp và nó thật là vui vẻ các bác nhé. Vâng, bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi với em đến giờ phút này. Hẹn gặp lại các bác và các bạn ở những clip sau nhé. Chào tất cả mọi người.